Ngày 11 tháng 11 năm 2013, nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng anh chị em hai Văn phòng phía Nam Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Văn phòng Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh đã tới thăm và chúc mừng ngày sinh nhật lần thứ 90 của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Từ năm 1957, ông đã là một trong những người tham gia ban chấp hành đầu tiên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Trong hơn 70 năm hoạt động âm nhạc, ông đã sáng tạo cho đời nhiều tác phẩm nổi tiếng như Cuộc đời vẫn đẹp sao, Hạnh phúc ngày và đêm, Những ánh sao đêm, Đêm nay anh ở đâu, Thuyền và biển, Thơ tình cuối mùa thu, vân vân. Và ông đã được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Hôm nào chú đi được không? Có thằng hôm nào chú bảy đi, mấy đứa nó lấy xe hơn nó chở chú bảy. Trong những năm gần đây, dù tuổi cao, sức yếu, nhưng ông vẫn hăng hái tham gia sáng tác và thường xuyên quan tâm tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt Ban chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã kính chúc ông mạnh khỏe, dồi dào sức sáng tạo và luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ nhạc sĩ trẻ noi theo.